đang đến với bản tin Tân Hiệp Phát chung sống cùng đại dịch. Bản tin hôm nay sẽ bao gồm những nội dung sau đây. Trong ngày 3 tháng 9, Việt Nam có tổng cộng 14.922 ca mắc mới, trong đó thành phố Hồ Chí Minh là 8.499 ca, Bình Dương là 3.676 ca. Bộ Y tế công bố thông điệp 5T, chống dịch trong giai đoạn mới, tuân thủ 5K, test COVID-19, tiêm chủng, thực phẩm đầy đủ tại nhà, thầy thuốc đến tận gia. Tại Bình Dương đã tiêm ngừa gần 1 triệu liều vaccine và cần khoảng 4 triệu liều mới cơ bản tạo được miễn dịch cộng đồng. 15 phường có F0 đậm đặc thuộc thành phố Dĩ An, thành phố Thuận An và thị xã Tân Uyên vẫn đang được khóa chặt và 12 ngày qua cơ bản đã hoàn thành việc truy quét F0. Ghi nhận và biểu dương thành tích của các tập thể cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19 và ngày hôm nay mùng 3 tháng 9, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định số 2966 tặng thưởng bằng khen cho 16 tập thể và 67 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của lãnh đạo Bộ Quốc phòng đối với tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của các tập thể cá nhân trong công tác phòng chống dịch, là nguồn cổ vũ động viên để các tập thể cá nhân tiếp tục khắc phục khó khăn, gian khổ, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế, đẩy lùi dịch COVID-19. Sau đây chúng tôi xin được gửi đến quý khán giả và các đồng chí danh sách các tập thể vinh dự được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 11. Tập đoàn Tân Hiệp Phát, THP Group. Sau nhiều đợt trải nghiệm và trao đổi thảo luận, quy trình nhập ngũ sẽ bổ sung cập nhật mới cho tất cả các trường hợp đã dương tính sẽ bị loại từ đầu, không tham gia sàng lọc để vào công ty. Do vậy, các anh chị tuyệt đối tuân thủ 5K, xem mình và người đối diện là F0 để thích nghi với cuộc sống giữa tâm dịch, bảo vệ tổ chức và tuyệt đối ở yên tại vùng xanh an toàn. Từ ngày 1 tháng 9, chính thức khởi động cuộc thi sáng tác đón mừng 27 năm thành lập Tân Hiệp Phát với chủ đề Người Tân Hiệp Phát bản lĩnh chung sống cùng đại dịch. Với đề bài dự thi là những trải nghiệm thực tế cuộc sống và công việc của bản thân trong bối cảnh mùa Covid-19, qua đó giúp lan tỏa những giá trị cuộc sống tích cực cho mọi người để cùng bản lĩnh chung sống cùng đại dịch, bao gồm các thể loại bài viết, gồm truyện, thơ tùy bút, âm nhạc, video, video phóng sự kể chuyện, tranh vẽ, đồ thủ công, mô hình. Điểm mới của năm nay là thành phần dự thi mở rộng cho tất cả nhân viên Tân Hiệp Phát và gia đình, bao gồm vợ, chồng, con cùng tham gia, hứa hẹn một mùa thi mới mẻ và các tác phẩm đặc sắc sáng tạo từ các thành viên. Vừa qua, các thành viên của đại gia đình Tân Hiệp Phát đã có những giây phút tận hưởng kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 thật đặc biệt cùng nhau. Thay vì lịch trình làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ như mọi ngày, trong 2 ngày nghỉ lễ, các anh chị được thoải mái nghỉ ngơi, vui chơi và sinh hoạt tự do trong khuôn khổ các nhà máy và tuân thủ 5K tuyệt đối. Với các hoạt động như cùng xem những trận bóng nảy lửa từ vòng loại thứ 3 World Cup khu vực châu Á, cùng chạy bộ thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe, hay cùng nhau quay quần làm bánh, nấu nướng tại bếp ăn Tân Hiệp Phát. Cũng trong 2 ngày này, các thành viên được thưởng thức những món ăn mới lạ xuất hiện lần đầu tiên trong menu ẩm thực 3T như là bánh ít trần, bánh flan, xôi đậu xanh lạp xưởng, thịt ba rọi chiên xả hay canh khổ qua nhồi thịt. Và còn nhiều những công thức mới được trổ tài và truyền tay nhau từ chính các bếp ăn không chuyên tại các phòng ban như văn phòng CEO, khối tài chính, khối I&D, khối nhân sự. Gửi lời cảm ơn đến các thành viên đã âm thầm tận tụy san sẻ chăm sóc mọi người, đặc biệt là nhóm tài xế và nhóm hậu cần. Trong lúc này, để duy trì và bảo vệ vùng xanh Tân Hiệp Phát là cần rất nhiều những nỗ lực, mà đơn giản nhất chính là tính kỷ luật, tính tuân thủ và sự nghiêm khắc không nhân nhượng với bản thân để bảo vệ chính mình và cho tổ chức. Chúng ta không một mình, chúng ta có đồng đội, đồng chí và tổ chức đồng hành. Hy vọng qua kỳ nghỉ lễ khó quên này, các anh chị sẽ lấy lại được một tinh thần hăng hái, tích cực trong công việc và bản lĩnh trong cuộc sống.